em chào anh Lý Hải. Em có theo anh từ Bến Tre mà đợt trước theo bắt đầu là anh đi nhanh quá, với lại lên Vincom Vĩnh Long á, em cũng theo luôn nhưng mà đông quá em không đem quà em vô được, tại vì em có mấy món quà mà cây nhà lá dừa, thôi những cái cây mà của Nam Mỹ á. Em là dân chơi bên kiện lá. Dạ, em có coi trên Facebook thấy anh cũng có cái vườn kiện nên em cũng chọn cái cây nào mà nó thích hợp với anh. Nãy đông quá em không vô được, em sợ nó gãy cây. Nó gãy cây thiệt á. Dạ, nên em phải lên trên xíu được anh. Không sao. Cây này là dòng Amplisium, nó là dòng thân leo. Cái mạch và nó rất là đẹp, mạch đốm á, nó bò, anh cứ trồng với những gốc cây lớn á, nó sẽ bò. À, trồng với cái thân cây lớn là nó. Dạ, em thấy nhà anh có cây lớn, anh hay quét kêu tập thể dục đúng không? Em coi của anh. Nhưng mà cái cây là trong mát ra nắng luôn biết. Nó trồng cứ trồng với gốc cây lớn hoặc là nơi bóng mát vừa phải thôi là nó sẽ lên rất đẹp. Thì về anh cứ gỡ chậu ra, với là anh cố gắng cắt cái đầu này ra, rút cái nhựa này ra, ngâm nước nó sẽ rớt cái rêu này ra. Bắt đầu anh trồng dưới gốc, bắt đầu hoặc là anh đề co chỗ nào cũng được trong nhà, nó chung con nhựa ra luôn hả? Hoặc là anh cứ đề co trong nhà sao để có gốc chân cho nó đẹp. Nhưng mà trong nhà đâu có nắng thì sao sống? Có đèn cũng được, đèn vẫn sống. Đèn vẫn sống hả? Dạ. Thì dòng này anh sợ cái tên này thì sẽ ra được cái cách trồng. Cái cách trồng đúng không? Dạ. Thì dòng này thì em có tuyển chọn cây đẹp cho anh để anh trồng. Thì cái này về là 2 ngày anh phải tưới. Còn muốn lấy cây này ra để anh gắn lên cây bự á, anh cứ chôn dưới gốc nó, dưới gốc cây bự đó, đất anh trồng gì đó, anh trồng khác đó, cái rễ anh lấy cái rêu này, khi lấy ra được anh đắp lên những cái rễ nó sẽ bò lên. Dòng này là Amplisium, dòng lá tre, nó giống như cây tre mình mặt ra, em còn một cây nữa. Cái này là em từ Liêm em chạy Vĩnh Long không gặp anh chị được em chạy. Đây là dòng Montara Aure. Dòng này bản lá rất đẹp. Sau này nó sẽ quấn cái cây lớn của anh để nó lên. Nó nếu mà gọi thì Việt Nam gọi là châu bà Nam Mỹ. Tất cả đều xuất xứ từ Nam Mỹ hết. Dạ. Thì nếu mà cái này mình ra cái chậu lớn để chưng trong nhà không được. Được. Anh ra chậu lớn anh chưng trong nhà, có thể là anh dùng những cái miếng gỗ á, không cần này miếng gỗ phẳng á, anh để cắm vô chậu, anh dựa vô tường nó bò theo gỗ lên. Vẫn bò lên. Anh sợ cái tên này nè. Là Montara nó sẽ ra được cái bộ môn chơi của những dân chơi này. Này là thuộc dạng những dân chơi kiện lá mới biết được cây cảnh là người không biết. Rồi, cảm ơn nhiều nha em. Thực sự là từ lúc mà anh đi á là em có qua Bến Tre nhưng mà đông quá, cái bắt đầu chuyển sang Vĩnh Long lần này phải canh lên tới nơi đông quá, nó bắt đầu xe em lại đón lộn cái chiếc bảy chỗ kia. Cái bắt đầu cái nghĩ là không còn cơ hội rồi, tại vì anh chị đã đi sang Cần Thơ là Trà Vinh là không có đi ra tuyến cuối này. Vô tình thấy có like lên là nói đi Trà Vinh mừng quá trời. Em đợi từ 6 giờ tối. Trời ơi. Đợi nhưng mà muốn đi vô lắm nhưng mà nó đông quá. Đông lắm. Đông cái chen vô cái này nó dễ gãy. Đúng rồi, chen vô đưa nó gãy hết uổng lắm. Nó chen mà anh muốn đá thở luôn á. Dạ. Tại vì anh biết không? Nói chung là bây giờ cũng hơi run, cực kỳ hâm mộ anh luôn. Ok, vô chụp chung cái tấm hình làm kỷ niệm đi ha. Dạ. Phần ba thôi. Ủa dạ. Đây để em chụp với anh Hải nha. Để anh ra quay cho món quà kỷ niệm. Dạ. Em cảm ơn chị Hà. Đây em còn thêm cái này là bánh lăng. Cái này là hai vợ chồng đều hâm mộ anh chị nên mỗi một người có một món quà riêng. Thùng bánh này là cho mấy bé. Review này sao? Dạ, cảm ơn. Vô đứng chung đi, vô đứng chung chụp tấm hình làm kỷ niệm nha. Cặp tay.